Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ quanh lại bên người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền đi ra với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ, đứa trẻ và những người theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talia cum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay hết sức đặc biệt. Việc Đức Giêsu Kitô chữa lành cho một em bé mà người ta nghĩ đã chết rồi, và một câu chuyện khác xảy ra trước đó, đó là một người phụ nữ bị loạn huyết đã được sức mạnh từ nơi Chúa Giêsu thuyên chữa bà. Và hai phép lạ này đòi hỏi chúng ta, hay là đòi hỏi người nhận, phải có lòng tin. Một người lòng tin từ người thân trong gia đình, đó là người bố, và một người là do chính mình. Mặc dù Đức Giêsu Kitô không có ý định chữa lành cho bà, nhưng lòng tin của bà đã đem đến cho bà sự bình an và sự thuyên chữa. Nên chúng ta thấy đời sống của chúng ta được mời gọi để tin, để theo và để chấp nhận hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng khi chúng ta chấp nhận và để được Thiên Chúa đụng chạm tới, thì chúng ta thấy có cái sự thuyên chữa, hay là nó xảy ra trong đời sống của mỗi người chúng ta, trong đời sống của một con người có lòng tin. Đặc biệt
là trong bài Tin Mừng thì chúng ta cũng thấy Đức Giêsu Kitô, Ngài đã nghĩ đến người khác. Ngài đang trên đường đi đến để mà giúp cho cái gia đình của cái ông trưởng hội đường này. Nhưng mà giữa đường Ngài lại gặp gỡ, hay là Ngài đã thuyên chữa một người phụ nữ. Nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta bắt chước Đức Giêsu Kitô, chúng ta đôi khi đời sống của chúng ta cũng ảnh hưởng đến người chung quanh. Không phải chỉ lời nói, không phải bằng hành động, nhưng mà ngay cả cái đời sống của chúng ta, cái cách sống của chúng ta, cái lối sống của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Chúng ta được mời gọi để sống nhân chứng như vậy trong đời sống của mình. Nhất là trong xã hội ngày hôm nay, có những cái việc nó xảy ra mà chúng ta đôi khi chúng ta không muốn, đôi khi chúng ta không thích. Nhưng mà nếu chúng ta với niềm tin, chúng ta được mời gọi, thì chúng ta chắc chắn sẽ sống và sẽ làm cho những người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn mang xa, rồi mai đây sẽ nhận nhòa tình thương yêu.